À, chị tự đánh răng cho cô chú coi coi. Tối là tự đánh răng nè cô chú nè. Lâu quá không có quay cho cô chú coi mấy video buổi tối. Hả? Ô ô lạ hả? Ô lạ chứ không. Ô lạ trời trời ơi, đánh răng nó chửi cho miệng nó luôn. Đánh đi con. Nhìn vô đánh đàng hoàng. Con gì á? Con gì á? Con gì đâu? Con gì á? Con gì á? À con gì đó mẹ đâu biết đâu. Nhìn thẳng. Ừ. Đánh răng xong thì vô coi. Đánh răng nhăn ra đánh ra để con ghi thắng á. Nhăn răng ra. Ai chơi quá chị chi đường. Ừ quá trời ghê luôn. Nhổ xuống sao? Đúng rồi, đánh tiếp. Nhăn răng ra đánh đằng trước á. Đúng rồi, giỏi. Đánh trên đánh dưới nữa nha. Đúng rồi, lật ngược lên vậy đó đánh. Thôi, một lần thôi, không có nữa. Một lần thôi. Ngày mai đánh tiếp. Em báo. Trời ơi, nó bốc cái gì rồi. Xả xuống. Nó làm. Mỹ này té mà nó té miệng. Ừ đúng rồi, hồi bữa con bị té phải không? Ừ nhớ vậy là hay đó. Té bị cho té bị dập môi luôn á nhá không? Cái này. Ờ con trượt có đang té hả? Mẹ bị té. À con kêu mẹ bị té hả? Ba bà. À rồi sao nữa? Rồi con ngậm ba bà bị đau miệng đúng không? Rồi sao nữa? Trẻ mày nghe lại coi. À con khóc hu luôn hả? À bây giờ ngồi kể lại diễn biến hồi bữa nó bị té trong cái sinh nè, sao nè cô chú nè. Trời ơi té dập môi luôn khóc hu, nó nói mẹ, nó kêu mẹ con bị té. Rồi sao nữa? À giờ con đánh răng hả? Đánh cho không có cắn bằng chải. Rồi thôi xong rồi nha. 2 phút rồi đó, đánh răng rồi đánh 2 phút rồi đó. Đúng, đánh đúng 2 phút là xong á. Rồi con muốn ăn donut phải không? Dạ. Đây mẹ tặng cho chay đây. Thanks. Này bên đây vú vô. Cảm ơn mẹ chưa. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Nào. Hát lớn lên. Happy birthday to you. Rồi thổi đi ăn. Bánh nè.
hết rồi. Nhớ không? Anh chốt rồi bữa cho con với anh chốt chơi bóng bóng với người bóng bóng rồi xong rồi bơm bóng bóng vô nước xong mình nhậu chung lắm á. Nhớ không? Tại sao ăn bánh mà làm dơ giá như vậy? Không được đụng tay vô bất cứ cái gì nghe chưa? Vừa xuống xe là mẹ dẫn đi rửa tay liền nghe chưa? Không được đụng lên cái ghế nghe chưa? Mẹ mới giặt cái ghế tắc thì đó. Bởi vậy con mày không có cho nó ăn được cái gì vô gì. Coi kìa có cái tay đó kìa, coi được không? Mẹ dẫn mặt hay sao ta ơi? Không được đụng vô cái gì nghe chưa? Chay, con thích cái nón này hả Chay? Dạ. Rồi sao đổi hoài vậy? Trời ơi, đội giống em bé bán vé số quá à. Yeah. Trời ơi, mà cái miệng dính sô cô la. Miệng dính sô cô la kìa. Mày coi coi đi cái chân kìa. Sô cô la. Trời ơi, coi tội nghiệp em bé chưa, nhìn thấy thê thảm chưa. Thê thảm chịu tà luôn á. Hết trời hả? Con còn không? Dạ. Uống hết đi con. Ôi ơi sao thấy con tôi nó thê thảm chịu tà. Hết trời. Ở đây quay cho sáng cho cô chú coi kìa, em bé kìa đó, đứng cái chân kìa, mặc cái bộ đồ. Hết rồi. Hết rồi hả con? Hết rồi, đem giục thùng rác cho mẹ đi. Ừ. Hết rồi, đem giục thùng rác đi con. Còn hả? Mẹ. Cái nón ai mua? Mẹ ai mua? Hả? Trời ơi vô. Vô. Lên nóc luôn em ơi. Wow. Cái bụng. Bụng. Ôi trời ơi ngon quá. À, cái thứ mặt trời rồi mới có một buổi sáng thôi đó nha, mới thức dậy hồi lúc 9 giờ mà bây giờ là 10 giờ chỉ sau một tiếng đồng hồ thôi đó là thê thảm chiều tà. Quần áo hết chưa? Rồi đi đem giục thùng rác cho mẹ đi. Ok dạ mẹ. Rồi. Dữ chưa, đạp cái chân hướng này dữ chưa. Dữ. Cái con bị bù bù đâu? Hết rồi. Hết bị bù bù rồi hả? Má bù bù. Cô gái mạnh mẽ dễ sợ luôn á. Khóc trong vòng hả? 10 phút là hết, 15 phút là hết. 3 phút là hết. 2 phút là hết. Ê, coi chừng nha, coi chừng té vô cái ghế nha, cái bàn nha. Làm sao mày cột tóc lên cho con, cột tóc lên cho nó mà nó đổi cái này là nó phải xả cái tóc nó ra. Mẹ. Dạ. Mẹ. Trời ơi, nhìn giống nó y con cóc luôn á, nhìn y chang bà cóc luôn. Cô Tâm. Cô Tâm nào? Cô Tâm với chạy cho nên bác sĩ. Bác sĩ nào? Ai ăn hơn zombie. Mà hôm bữa. Ăn zombie. Oh, are you zombie? Yeah. Nó là zombie đó, là cái con ghê đó. À, đây nè, bây nè, ngồi xuống, mày hỏi này nè, ngồi xuống. Hồi tối này con nhớ mẹ mở cho con cái chuyện cổ tích Mụ yêu tinh và bầy trẻ không? Con nhớ cái đó, chuyện đó làm sao con kể lại cho cô chú nghe coi. Witch. Đó, nó nói cái bà yêu tinh đó là tiếng Anh gọi là witch. Rồi cái bà đó bà làm gì? Mermaid. Bà làm gì? Bà ăn kẹo. Ăn sao? Bà bắt mấy đương nít làm sao? Nít cháu nhầm
chạy lên đi, chạy lên em còn. À bà ngủ vậy hả? À bà ngủ vậy đó, rồi sao nữa? Ở dưới, ở trời. À còn bà bị té ở ngoài ngoài đường nữa hả? Dạ. Rồi sao nữa? Ở chúng mới chạy lên. Chạy. Rồi mấy đứa mấy anh mấy chị cột bả lên cây sao? Chạy lên outside ở ngoài đường á. Ừ. Con đang làm gì á? Theo mermaid. Nó làm mermaid đó, mermaid là đeo cái vô cái chân đó. Mermaid. Chay lỡ mong mốt cái trán này nó có sẹo mình phải làm gì ta? Superman hả? Vâng. Không phải, mình phải mua makeup về mình sức vô cho đừng có thấy sẹo đúng không? Yeah. I'm a mermaid. Oh, you are a mermaid. Nó yeah. Là nàng tiên cá. Không. Có nhiều bạn thì nói là trong video nói tiếng Anh với chay. Đầu hết trời đúng rồi. Nhưng mà có nhiều bạn thì thích chay nói tiếng Việt. Rồi có bạn yêu cầu là làm video nói tiếng Anh. Nhưng mà cái mấy video mà nói tiếng Anh á, thì sợ mấy cô chú mà không biết tiếng Anh á, thì chay nói gì không hiểu. Mẹ ơi nè, giúp con đi. Con nói nè, mẹ ơi mẹ nhìn con. Nhìn con. Với lại á, Ngọc sợ lắm. Bây giờ nó tiếng Anh của nó là nó quá thích tiếng Anh rồi, bây giờ mà cứ nói tiếng Anh riết là nó nói tiếng Anh không luôn là mệt luôn á. Không, không có đi ra outside. Không, không có đi ra outside. Con mang dép ra ngoài đường chơi hả? Dạ. Trời đất ơi, có được không? Không, tự làm. Muốn tự đi ra đường chơi thì phải tự mang dép vô cho không có giúp. Sai rồi hả? Đây nè. Rồi, sai rồi. Để chân thẳng xuống. Chập quá chơi à, dép này chập quá hết mang được rồi chơi. Ok, xong rồi. Chơi xong rồi tới này hả? Con có xin phép mẹ chưa? Ok, đây. Con nói thì sao? Con lại trước mặt mẹ khoanh tay lại nói mẹ ơi cho con đi ra đường chơi. Cho đường chơi. Một chút xíu con về. Con nói lại một chút xíu con về. Mẹ đi. Nhắm không, đứng khoanh tay lại xin phép mẹ đàng hoàng. Dạ mẹ cho con xin ra đường chơi một chút. Chút. Không, nói hết câu, cho con ra đường. Cho đi đường. Chơi một chút. Coi được không? Chơi một chút. Cho mẹ chút. Rồi con vô. Con vô. Ok, đi đi. Mẹ đi. Mẹ đi con luôn hả? Lấy dép cho mẹ mang vô. Không, dép màu này. Không, dép này của ba. Lấy dép khác cho mẹ mang vô. Lấy cho mẹ đôi dép màu white. Đó, mẹ mang dài. Lấy cho mẹ cái đôi giày màu white. Giày màu white. Đúng rồi. Còn chiếc nữa đâu? Hết rồi. Sao hết? Con kiếm cho mẹ đi. Mất tiêu rồi hả? Không mất đâu. Vậy thôi mang chiếc thôi nha. Okay. Thôi kệ để mẹ lỡ mẹ mang dép của ba cũng được chơi. Không, ai mà đi mang cái dép đó đi qua đường. Rồi đây, ok đi, lấy nón đội vô. Ok. Nón đâu? Nón kìa. Đi. Mẹ cũng lấy nón mày đội vô chứ nắng quá. Tốt lắm. Rồi. Đi. Muốn xe đạp hả? Xe nào? Mẹ xe đạp. Muốn xe này phải không? Bác xe đạp. Xe đạp. Xe đạp. Đếm coi chị có mấy chiếc xe. Một. Hai. Trời thấy có 6 chiếc xe luôn ông ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc ông ơi. Quá trời xe. Quá trời xe luôn đúng rồi. Giờ đi đâu? Muốn
Muốn đi sông Môi hả? Bắt được sông Môi luôn. Ở đâu có sông Môi? Đây. Con nói mẹ ơi đi với con. Đúng rồi, cỏ màu green, cái nón cũng màu green. Cái cây màu green luôn, đúng rồi. Ờ, cây bên kia cũng màu green luôn, đúng không? Đúng rồi, màu green hết luôn á. Đổi nón vô. Mẹ, bị nắng. Bị nắng thì đổi nón vô. Mày đi cái tướng mà kìa. Không thấy mặt luôn á. Hôm nay là một ngày sẽ rất là nóng nữa nghe chơi nha. Hôm nay 20+ độ luôn á nghe chơi nha. Em đẹp không cần son phấn, xem thầm xinh thật xinh rất hiền. Không quần jean dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Con cóc kìa cô chú ơi, có con cóc nó ngồi nó làm gì kìa cô chú ơi. Bà cóc, bà cóc. Bà cóc. Không cãi sớm. Lúc nào cũng vậy, lúc nào đi ra ngoài đường thì cũng thấy chỉ có hai mẹ con này lang thang lưới thúi. Đi ra bô chơi không chơi? Bây giờ ngồi ngoài bô là mát lắm nè. Nó không có bị nắng chiếu vô nè. Nó nói ma mì lúc kịch mì. Con nói mẹ ơi nhìn con. Không có được nói ma mì lúc kịch mì nghe chưa? Mẹ ơi nhìn con. Wow, giỏi. Cứ mà nó nói cái nào mà tiếng Anh mà cứ để cho nó miết là nói tiếng Anh luôn á chứ phải. Nó coi iPad cũng bằng tiếng Anh mà nó có nói chung là cái gì của nó tiếp xúc xung quanh cũng bằng tiếng Anh, chỉ có một mình một người mẹ này đứng đây và chống chọi với ngôn ngữ tiếng Việt. Thôi, coi sự gọi là cái gì ta? Cái gì ta? Con người mẹ này là đứng chống chọi giữa một đất nước Mỹ bao quanh toàn tiếng Anh. để coi mẹ trụ vững tới bao giờ nghe chay. Để coi cái hành trình cố gắng của mẹ tới bao giờ nghe chay. Nếu mà ba với mẹ hai người luôn nói tiếng Việt luôn á thì nó dễ. Còn mà chỉ một mình mẹ là người nói tiếng Việt thôi. Còn đứng xung quanh mẹ là toàn là những cây cổ thụ tiếng Anh. Làm sao mẹ có thể đứng nổi đây? Nhưng mẹ sẽ cố gắng tới cùng để chay có thể nói được tiếng Việt. Giống hoa kia bên thềm nhạt hương không khoe sắc bò, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Con mốt dạy cho hát tiếng Việt luôn mà nó không chịu hát, bây giờ khổ chứ phải thấy không? Kêu hát bài gì con bướm vàng có hát đâu. Hát tiếng Anh không? I love it when you call me. Đó, señorita. Ủa chơi xe mình đâu vậy? Xe mình đâu? Hết rồi. Hết rồi à? Mất rồi hả? Giờ đi không? Đi xe không? Lụm nón lên. Đi chơi ơi.